Con chào sáng các bạn. Hôm nay thì Mạnh đi đâu? Học. Hôm nay thì đi học à? Vâng. Các bạn thì hầu như là thấy là lớn lên rồi, lớn rồi. Mày có thể là nói to lên được không? Nói lại một lần nữa xem nào. Con kính chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À thưa các bác, là hôm nay thì không phải là thức phim mà đi xuống nhà của hai ông cháu đúng không bác? Mà hôm nay là một cái thức phim là ngày mai cháu Lực sẽ đưa Mạnh đi vào trường để học. À Mạnh thì đi trường được mấy hôm rồi? Không biết là đi được mấy hôm à? À thế là bây giờ nếu mà chú đưa Mạnh đi thì là Mạnh có biết là Mạnh học lớp nào không? Học lớp 1 à? Nhưng mà Mạnh có biết là lớp của Mạnh đang học là ở chỗ nào không? Ở chỗ kia. Ở chỗ kia, nhưng mà Mạnh biết đúng không? Rồi. Đấy, ngày mai thì là cháu Lực sẽ thay ông là đưa Mạnh đi học để xem là lớp Mạnh là học lớp mấy của bác nhá. Và thời gian vừa rồi thì cháu Lực có xuống chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu đấy cô bác. Mình cũng có duyên với lại là tất cả các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thắng Quân. Và hiện tại thì là ngôi nhà của hai ông cháu thì đã hoàn thiện xong cái phần móng rồi cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì có vẻ như là cái tiến độ của nhà hai ông cháu là hơi chậm một chút. Đấy, rất là mong là các bác, cô chú, anh chị là thông cảm. Và các bác cũng biết được rằng là hiện tại là ngôi nhà của anh thợ, anh phòng với cô bác thì đang gấp rút là di chuyển gia súc, gia cầm cũng như là của cải vật chất, cả con người nữa để ra một nơi khác để mà ở. Nhà của anh hiện tại là không có ở được nữa rồi cô bác ạ. Thì rất là mong sẽ được sự là trợ duyên của các bác dành tặng tới cho anh thợ, anh phòng một chút. Và vừa rồi thì cháu Lực từ nhà của hai ông cháu lên cô bác. Thì ngày mai thì ông cũng đưa Mạnh lên, thì cháu Lực là đón Mạnh là đi cùng cháu Lực luôn. Thì cháu Lực sẽ ghi hình lại một cái thước phim là đưa bé Mạnh là để đi học. Ngày mai thì là chú sẽ thay ông là đưa Mạnh đi học nhá. Rồi Mạnh đi học lớp 1 là phải đi học là thật giỏi nhá. Người ta có câu là dạy trẻ con ấy thì phải là dạy từ lúc mà nhỏ cho đến là lớn thì các em mới hình thành một cái tính là tốt được. Đấy, nhưng mà Mạnh hiện tại Mạnh như này cô bác này thì tình yêu thương của bố thì không có rồi, và tình yêu thương của mẹ thì không có. Ông thì cũng chỉ biết là hàng ngày là nuôi cơm bé Mạnh để cho nó lớn lên thôi, và cũng không biết là dạy Mạnh là đến nơi đến chốn. Thì cháu Lực sẽ thứ nhất là sẽ cùng ông để mà rèn giũa Mạnh, sau này Mạnh lớn lên thì sẽ trở thành một con người khác, chứ không thể là để Mạnh là đang học dở thì sẽ bỏ học là ở nhà là cùng với ông. Hiện tại thì bố của Mạnh thì đã đi Campuchia, vẫn chưa biết là tin tức là hiện tại là bao lâu sẽ về được. Tin tức thì là chỉ biết được rằng là hiện tại là vẫn còn sống, nhưng mà không biết là bao nhiêu năm nữa thì về. Còn là mẹ thì là bỏ đi là theo người mới rồi. Đấy, vì hoàn cảnh gia đình là quá nghèo cho nên là đã quyết định là rời đi và chọn một cái cuộc sống màu hồng cho riêng bản thân của mình, bỏ lại một đứa trẻ bơ vơ, một đứa trẻ nhìn vào khuôn mặt thì rất là ngoan, rất là hiền lành. Thời gian này thì là cháu Lực ghi hình lên thì cũng được các bác giúp đỡ rất là nhiều. Thì là Mạnh là được người mẹ của bác ạ là quay trở lại để mà thăm Mạnh cũng như là thăm ông và đón Mạnh nữa. Đấy, nhưng mà ở đây thì là thăm thì là ông vẫn cho. Đấy, nhưng mà để mà đón Mạnh đi ấy, thì là điều đấy ông sẽ không bao giờ cho bé Mạnh để mà đi cùng cả. Thế thì Mạnh đã đói chưa? Chưa đói à? Thế nãy ăn cái gì mà chưa đói? Nãy đi với chú mua cho cái gì? Mua cho Bim Bim mà. Thế là một tí là phải ăn cơm, là phải ăn 2 bát cho chú nhá. Rồi qua được 2 bát không? Được. Được à? Rồi Mạnh thì là một cái dáng người mà năm nay lên lớp 1 rồi, 6 tuổi rồi. Đấy, nhưng mà
vẫn còn khá là nhỏ của bác ạ, thanh niên này ấy, do là thứ nhất là thiếu rất là nhiều chất nữa. Này còn là bây giờ thì cháu được xé ra kia để mà nấu cơm, để một tí nữa là cùng Mạnh là ăn cơm để mà ngủ, xong là ngày mai cháu được xé đưa Mạnh đi học. Hiện tại thì là Mạnh là chưa có cặp sách gì cô bác nhá, vẫn chưa có vở gì cả. Đi học chắc là độ tầm được hơn một tuần thì là sẽ được là bên nhà trường người ta là phát sách cho, tại vì là ở trên vùng cao thì sẽ được là cái phần đấy là tài trợ cho cô bác. Còn là nếu mà mua đấy thì mình chỉ có mua là vở này thêm là một số đồ dùng là nhà trường không phát cho thôi. Tối nay là ngủ cùng chú nhá. Mạnh là ngủ với chú được mấy hôm rồi có biết không? Không à. Mạnh thì là ngủ với cháu Lực là cũng đâu đó là được 6-7 hôm rồi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì Mạnh là đây chơi là đợi chú nhá. Chú sẽ đi nấu cơm nhá. Một tí nữa hai chú cháu mình sẽ ăn cơm nhá. Ngày tắm thì là vừa tắm xong rồi cô bác. Quần áo thì thay là quần dài rồi, và áo dài này kia là hết rồi. Đây, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nấu xong cơm rồi bác. Hôm nay thì hai anh em là ăn cũng rất là đơn giản thôi. Một chút là thịt lợn rang này, cộng thêm là một bát canh trứng nữa đúng không bác. Một mình ở thì chỉ có như thế thôi. Hôm nay thì có bé Mạnh lên thì cháu Lực mới nấu cơm. Nào Mạnh, bây giờ thì mời các bạn cơm nào. Cảm ơn các bạn ăn cơm. Rồi, ăn cơm nhiều nhá, ngày mai thì mới có sức để mà đi học nhá. Rồi. Mày có ăn trứng không? Không. Không á? Có ăn thịt không? Không. Thế ăn gì? Có ăn gì đây? Đây, chú gắp cho thịt thịt nạc này. Đây nhá. Tí mà lấy nước trứng mà chan để bảo chú nhá. Rồi. Đấy, còn là bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng hai anh em là ăn cơm của bác ạ. Cơm có cứng không? Hả? Không cứng à? Nếu mà cứng thì lấy canh trứng để mà chan nhá. Mày ăn cơm là phải khoanh chân nhá. Khoanh chân vào. Đấy, như thế này. Thanh niên thì năm nay là lên lớp 1 rồi của bác ạ. Nhưng mà một cái dáng hình, một cái thân hình là vẫn còn là khá là bé. Đi học thì có bạn nào lớn hơn mình không? Có bạn nào lớn hơn mình không? To hơn mình không? Có à? Rồi ăn hết bát đấy xong rồi ăn thêm một bát nữa. Rồi tối nay ngủ mới ngon. Đừng có mà cố ăn. Cố ăn một tí là bụng trương lên đấy, to ấy. Ở dưới nhà của hai ông cháu thì là trước kia của bác ạ, là khi mà cháu được xuống chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu thì phải nói là rất là tội nghiệp. Ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là chỉ cần có gió to thôi là khiến ngôi nhà là sập luôn. Mà những cái bữa cơm hàng ngày của hai ông cháu là chỉ có ăn cơm này, với rau, xong là chan với nước lá nữa thôi. Thanh niên này thì chắc là độ tầm là mấy nữa khi mà thầy cô về ổn định là thanh niên này sẽ lại ở trong trường luôn quá. Cứ đi lại thì phải nói là cũng muốn làm cho em ấy đi lại để mà về ở với ông, ăn cơm với ông cho nó vui nhà vui cửa. Nhưng mà quãng đường xa quá các bác ạ. Buổi sáng thì nếu mà em ấy đi bộ từ dưới kia lên đi học thì cũng rất là tội. Ở trên vùng cao thì khi mà đi tìm mà những con chữ như này này, các em nhỏ đấy, và đặc biệt là các em mà có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố, mồ côi mẹ, đã không có tình cảm của người bố với người mẹ rồi, lên trên lớp, lên trên trường, có thể là các em sẽ rất là tự ti khi mà có một bạn nào trêu mình không có bố, không có mẹ, là khiến là mình muốn bỏ học, là sợ đến trường. Cứ mỗi lần là đến trường là sợ các bạn là trêu. Sau này mà đi trường là có ai trêu thì là về bảo với chú nhá. Rồi. Chú gắp thêm thịt cho nhá. Này, gắp thêm cho một miếng này. Này. Mạnh thì là một đứa trẻ rất là ngoan của bác ạ. Nếu mà được dạy dỗ và rèn luyện từ bé
đến là lớn thì sau này là bé sẽ rất là thông minh. Nào dính cơm cầm dính cơm kìa. Nào đừng lấy áo lâu chứ, lấy tay lâu thôi, xong là đi lấy giấy lâu. Này, bây giờ thì cháu Lực sẽ phải là dừng cái hình nào cô bác ạ, để cũng cùng mạnh là ăn cơm đó. Ăn thêm một bát nữa nhá. Có ăn được nữa không? Được à? Rồi. À, thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng là bé Mạnh là ăn cơm xong rồi. Mạnh thì ăn cơm no chưa? Cơm no rồi à? Rồi thế thì một tí là đi ngủ sớm nhá, để ngày mai đi học nhá. Rồi Mạnh thì là hiện tại là đi vào trường chính như thế này các bác này, đã đi học được là 2 hôm rồi. Ngày mai nó là hôm thứ 3 các bác. Và trong video này cho phép cháu Lực xin được phép là giới thiệu một số mặt hàng hiện tại cháu Lực đang có ở trên kênh để mà gửi lên cho tất cả các bác anh chị là cũng biết và rất là mong sẽ được cô bác anh chị là yêu quý và ủng hộ cái mặt hàng của cháu Lực cũng như là cùng là những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ hiện tại bây giờ các bác ạ. Và phía trên tay cháu Lực cầm là mật ong bạc hà các bác ạ, và bên này là mật ong khoái rừng, còn bên này là mật ong rừng của bác. Và thời gian vừa rồi thì ông sò của bác thì cũng đi hái được là lá mắt gam, thì hiện tại trong tay cháu Lực là 1 cân cháu Lực đã nấu sẵn rồi. Thì hôm qua thì cũng có một số là các bác là mua rồi, thì nếu như các bác là dùng rồi các bác thấy là hiệu quả thì các bác có thể là điện cho cháu Lực để cho cháu Lực xin một chút là về cái thông tin khi mà các bác dùng cái thuốc này của bác nhé. Lá mắt gam này thì là có công dụng này, lá mắt gam này lợi mật này, giải độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt và chữa viêm gan, xơ gan và men gan cao và gan nghiêm mỡ của bác. Cách dùng thì rất là đơn giản thôi, là mình đun nước cũng là sắc là uống lên hàng ngày thôi bác. Mình mỗi lần mình bỏ một nắm thì có thể là sắc được tầm độ 2 đến 3 lần của bác ạ. Và trên tay cháu Lực thì là có là chè sa tiết của cụ Hà Giang của bác. Chè thì được chính tay là mẹ cháu Lực là đi hái về và sao lên. Tất cả những cái mặt hàng cháu Lực đưa lên trên kênh thì tất cả đều là 100% là nguyên chất. Thì tất cả là 100% là nguyên chất. Thì nếu như các bác có ủng hộ những cái mặt hàng cháu Lực của bác thì là trong đó cháu Lực sẽ tặng kèm cho các bác là một lọ chẩm chéo. Lọ chẩm chéo này thì là các bác dùng để là pha nước chấm làm gia vị thôi. Chẩm chéo thì là bên trong cũng đã có hạt dổi hay mắc khén này, rất đầy đủ và rất là thơm ngon các bác. Thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ những cái mặt hàng cháu Lực để cháu Lực có thêm là kinh phí khi mà đi tới những hoàn cảnh khác, là cháu Lực trích ra cái đấy này mà mua đồ đi vào thăm và làm tiền xăng đi lại nữa. Thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ những cái gian hàng cháu Lực của bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Buổi tối hôm nay thì cháu Lực xin phép là được ghi hình cái đây các bác. Sáng ngày mai thì hai anh em sẽ tiếp tục là ghi hình thêm một ngày mà cháu Lực đưa bé Mạnh đi học và học ở cái ngôi trường nào cô bác nhé. Hẹn gặp lại các bác là ở ngày mai. Thưa cô bác, hiện tại là sáng hôm sau rồi cô bác ạ. Nào, Mạnh ơi, từ này. Này, này, cái này hứng đi. Này, mở ra. Mạnh thì lên trên này thì cũng khá là nhiều lần rồi. Thành ra là em ấy cũng khá là quen với lại là đồ đạc ở trên này. Rồi, bây giờ Mạnh đánh răng nhá. Này. Sắn tay áo cao lên. Đây, quay ra bên này, quay ra bên này. Đấy. Rồi, đánh răng đi. Đấy, thanh niên thì năm nay là lên lớp 1 rồi các bác ạ. Ở nhà thì là ông không có dạy đánh răng đâu. Lên trên với cháu Lực thì cháu Lực mới dạy là bé đánh răng. Đây. Kéo tay áo cao lên nào. Tí mới không ướt tay áo. Tí đi học mới không ướt. Có cay không? Cây à? Nào, từ từ. Chắc là tí em đi răng này là hơi cay một chút của bác ạ. Nhưng mà
Đây, từ từ, chú xoắn eo cho con, cho cao lên nào. Mua cái răng loại ngọt ngọt cái thì là hợp. Nhưng mà loại ngọt kia lại mạnh lại không thích đánh. Rửa đi, rửa bàn chải đi nhanh đi. Đấy, từ từ. Đây, chú lấy cho một tí nước nóng rồi, rửa nhanh nhá. Nước nóng nha. Rồi, pha một tí nước lạnh vào. Sửa xem vừa chưa? Sửa xem vừa chưa? Đây từ từ, lại khăn đây này. Khăn đây này này. Đây. Đấy, cái khăn này nhúng xong rồi rửa mặt đi. Nếu mà nóng quá đi xả là nước nó nguội trên cái xuống kìa. Nhìn nhìn trông khá đáng yêu quá cả trẻ con đấy. Nhà phải nói là nếu mà tầm dưới các bạn thì xuôi là bảo tự làm như này cô bác này thì chỉ có một số bạn thì làm được, nhưng một số bạn thì không có làm được đâu. Nên còn phải là bố mẹ là rửa do vừa rồi thì cháu Lực cháu dạy cô bác, thì là bé mẹ là cũng dạy theo luôn. Xong là vắt xong chưa? Nào, treo trên này này. Đấy. Mai ra lại rửa tiếp. Đấy, treo vào đây. Đấy, đúng rồi, treo vào. Treo ra đi, treo phơi ra đi, đấy. Đúng rồi. Đấy, thời tiết là buổi sáng này thì là khá là dễ chịu bác ạ. Dưới kia thì có một số bạn là đi học đấy. Bây giờ thì Mạnh chuẩn bị đi học thôi nhà. Chưa được cặp sách gì đâu đúng không? Thế là chào buổi sáng ông các bạn đây này. Con chào buổi sáng các bạn. Hôm nay thì Mạnh đi đâu? Học. Hôm nay thì đi học à? Ừ. Mắt của Mạnh thì có vẻ như là lại bị đỏ đỏ lên rồi các bác. Hôm nọ thì chắc là nghịch cái gì xong là bay vào hay sao ấy. Đấy, vừa rồi thì là hai anh em lại tiếp tục là ra đến quán rồi các bác ạ. Ăn xong thì sẽ đưa Mạnh đi học. Đây chú để cho nhá, để cho tí nước mắm nhá. Xem là vừa chưa, có để tiêu không? À, có để cái này không? Không để à? Có để tiêu cái gì không? Để ớt nữa, bây giờ. Này, để cho một tí nữa nhá. Mạnh là ăn được ớt thật rất là kỳ các bác ạ. Ăn ít thôi nha, để đi ít nha. Là cái đũa ấy, khiều một tí thôi. Rồi, thế rồi, đóng nắp vào đi. Thì xin mời các bạn sáng nào. Con mời các bạn sáng. Rồi, ăn đi. Ăn xong thì đi học nha. Mạnh là có nhớ lớp của mình học không? Nhớ đúng không? Đấy, thìa đi. Đây. Thìa này. Cái buổi sáng ở nhà thì là đi học thì ăn ăn gì để đi học? Cơm. Ăn cơm à? Vâng. Ở nhà thì chỉ có cơm với lại là mì tôm thôi bác ạ. Cái buổi sáng này ai ai nấu cho?
Không. Ông là nấu cho à? Không. Ăn cơm rang hay là cơm cơm trắng? Cơm trắng. Tầm độ sau chắc phải tầm hơn 2 tuần nữa thì bé Mạnh sẽ ăn cơm và ngủ lại trong trường đúng không ạ? Thì cháu được nói đấy, quãng đường của Mạnh đi học là khá là xa cho nên là ở lại trong nội trú luôn. Còn nóng không? Nóng. Nóng à? Thế thổi nhá. Dài đấy nhỉ? Ngon không? Giỏi của bác ạ, xúc cơm thì tự biết là ăn cơm, còn cái gì cũng thế là cho là bé ấy tự xúc em ạ, xúc ăn hết, không phải bón nữa. Mạnh ăn no chưa? No. No rồi à? Thế là bây giờ là đi học thôi nhỉ? Ừ. Và hôm nay thì là ngày thứ ba là Mạnh đi học rồi bác, nhưng mà đợt trước thì cháu Lực vẫn mua cạp cho rồi đấy, nhưng mà không biết là để đâu rồi. Mấy hôm nữa là phải là mua lại rồi. Thời tiết hôm nay thì là nắng rất là đẹp. Mong rằng là thời tiết là nắng như này ủng hộ thêm một thời gian nữa để hoàn thiện cho ngôi nhà của hai ông cháu. Nguyên Nguyên đi. Dạ không ạ, đi trước đi. Uyên với lại Mạnh là học cùng lớp à? Uyên học lớp 1. Uyên học lớp 1 A mấy? A 2. Thế Mạnh học lớp 1 A mấy? Ừ. Mạnh thì chưa biết là học A mấy ạ, quá là Mạnh nhá. Mạnh có nhớ là trường của Mạnh, lớp của Mạnh học không? Nhớ. Nhớ đúng không? Con em có Thu. À, có Thu à? Thế là hai bạn là học cùng lớp rồi. Ôi anh, đi đồng hoàng nhé anh. Đâu rồi thì lên trên này thì có một bạn nhỏ là học cùng lớp với lại là bé Mạnh luôn cô bác ạ. Nguyên là cũng học cô Thu đúng không? À. Đi bộ thì chắc là lên trên đường này này cũng khác này. Bắt tan năm đi á. Hả? Thôi tiên á, đấy. Dạ. Chị An cùng lớp à Uyên?
Không biết là đường để xe ở tận đâu đây. Chắc là để... Mày là học lớp 1 à mày? Học lớp nào? Ai đấy? Hả? Quyết lại đi học rồi này. Quyết đến đây rồi. Nào đưa chú nào đi học nào. À, bây giờ Mạnh chào các bạn đang đi học nào. Thế chiều thì mấy giờ nghỉ? Hả? À? Quay đây chú hỏi cho nào, chiều mấy giờ nghỉ? Không biết à? Thế một tí có biết đi bộ ra kia không? Hay là phải đón? Rồi, thế đi ra kia đi. Đi vào học đi. Không biết là cần... Vâng, học buổi sáng thôi chú. Ôi, như là Mạnh là cũng là một cái cậu bé mà khá là nhỏ tuổi các bác ạ, khá là bé nữa, các bạn thì hầu như là thấy là lớn lên rồi, lớn rồi. Đó, thưa các bác, thanh niên là một mình là ngồi ở một bàn bên kia. Anh ngồi trong dáng học cũng khá là ngoan. Bây giờ thì chắc là cháu được xế. Là phải là di chuyển là đi về thôi. Bông là cũng học lớp 1 rồi à? À, 7 là cũng học lớp 1 rồi à? Hả? À? Ai đưa 7 đi học ấy? Bố đưa đi học à? Học lớp 1 à mấy? 7 là học lớp 1 à mấy? Học lớp bên này hay bên kia? Học lớp bên này à? Có vẻ như là chỉ có nguyên lớp 1 là đi vào sớm thôi các bác. Tại vì là lớp 1 là có khi là có thể là nhập học. Thế là buổi trưa, như buổi trưa này là ông lên đón Mạnh à ông? Vâng. Mạnh lấy nước cho ông đi, lấy chưa? Hả? Mạnh là đi học là chưa có cặp gì đâu à ông? Chưa. Cặp hôm nay đó vừa về khoảng 3 tuần thế này thì học trước. Đến dưới mùng 5 tháng 9 đi với họ vào chính thì có cặp, có bút xếp cho bây giờ đang học. Đang tục viết đây. Thế là hôm nay cháu đi vào đưa Mạnh đi học thì chỉ thấy là có nguyên là lớp 1 là học thôi. Mấy cái lớp kia thì đã học đâu không nhỉ? Chưa, lớp 1 mới lên thì mới học. Thế Mạnh là mới thành ra là lớp 1 đấy. Mới của bác thành ra là học là sớm hơn. Bây giờ thì cho các em gọi là như kiểu là vào nhập học cho nó ổn định là nhiều hơn. Thế là vừa nãy là ông lên đón Mạnh đấy à? Vâng. Ông lên cùng ai hay là ông lên một mình? Lên một mình ông. Lên một mình ông á? Vâng, đi bộ về. Đi bộ từ dưới kia lên ra đây không? Từ dưới kia này đi bộ ra đây cũng mất đâu đó thì mình gọi là gần một tiếng đồng hồ các bác. Thế thì Mạnh một tí là đi về cùng với ông hay là ở đây với chú? Hả? Ở với chú à? Ồ. Mạnh là học cùng lớp với lại là cả Quyết luôn nhỉ? Sáng nay cháu ra kia thì gặp cả bố của Quyết là đang đang đưa Quyết là đi học nữa. Quyết thì họ nói là cùng bố Quyết đi chứ không đi bảo vệ đấy nhỉ chú. Ở lên trên này thì là có sứa có bánh nhiều đấy nha, là chắc là thích ra đây đấy. Thế ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chào các bác các chị nhá. Cái buổi sáng hôm nay thì ông lên thì mấy anh em thợ là có làm không ông? Lúc ông lên thì lên từ 6 giờ rồi nó chưa đi. Lúc là về đến nhà ông thử trên nhà phòng kê lắm mà. Còn lấy cỏ một tí nữa thấy cỏ cho trâu mới đi. À là xong là mới xuống không? Vâng, nó mới xuống. Vâng, thế thì để một tí nữa. Bây giờ cháu đang bận một chút việc thì là để Mạnh ở đây xong một tí nữa Mạnh là đi cùng với cháu. Đi cùng với cháu xong là tí cháu cũng đi xuống với nhà ông mà. Vâng. Cũng có một số bác là hỏi về chè mắt gan của ông ấy thì là ông về nhà thì ông lấy thêm không nhá? Vâng.
ông lấy thêm thì ông phơi khô lên xong là để cháu gửi để mà bán hộ cho ông. Như cặp của Mạnh thì trước là cháu mua thì còn không không bây giờ ấy? Còn qua cái lúc này chơi ở cái nhà ông chú thì nó cũng đóng cửa không lấy được, không còn, nó lấy cho Kiết Kiết rồi. Thế là bây giờ là Mạnh đi học thì có cần là mua thêm đồ đạc gì không không? Giờ nó một ngày là một buổi thôi. Bây giờ thì học chỉ là nguyên buổi sáng thôi nhờ. Nguyên buổi sáng thì thế là nếu mà ông đưa về thì cứ đợi nó đến 11 12 giờ mới được, 11 giờ mới được đó nó đi. Mấy một buổi họ 3 tuần. Đó là buổi sáng là ông đưa Mạnh từ dưới kia lên xong là chiều lại đi đón. Chiều thì Mạnh không 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 cùng cùng bạn nào để đi về được hả ông? Không, nếu về thì cùng Chết đi được, không người khác thì nó gửi xa. À là cùng chỉ cùng Quyết đi được thôi đúng không? Vâng. Quyết thì là ở ngay gần đấy. Bố của Quyết thì là hay hay lấy xe máy để đi đón nhỉ? Vâng. Có là bà tiền có, nếu có tiền thì đổ xăng cho bố Quyết thì bố Quyết đó lúc đi cũng đưa về họ. Học xong nó về đón cùng nó đi. Thế là mình thế là gửi gửi cho bố Quyết là bao tiền không? Nó là một tuần thì giờ biết nó lấy xăng bao nhiêu, nó bảo đi một tuần đổ là xăng cho nó. Thế là đổ xăng à? Tuần chắc khoảng một lít là 2 lít thôi. Thế là cho thế là Quyết bảo là bố Quyết là bảo là gửi tiền xăng à? Vâng. Thế thì ông cầm là 100.000 này này. Thì ông cầm 100.000 này thì là để mà đưa cho bố Quyết thì là buổi sáng là ông không phải lên đấy nhá. Vâng. Buổi sáng thì ông đưa Mạnh lên nhà Quyết thôi. Vâng. Đi Mạnh đến nhà Quyết xong là cùng bố Quyết là ngồi xe máy lên. Qua cho con cháu mèm cùng nó về, nó bảo nếu mà thế cùng bác đi thì đổ xăng cho bác nhá, bác mới đón đưa đi để đón về. Đúng. Thế thì bây giờ cháu gửi cho ông 100.000 đấy thì là xem là bố Quyết là được đưa được tầm bao nhiêu hôm thì chắc là 100.000 thì chắc là cũng đủ đến khi mà Mạnh là đi vào trong trường để học rồi. Mạnh lắm là trong hết ba tuần tuần này là bao nhiêu hôm nay cũng thứ tư rồi. Vâng. Thế là mày nữa là Mạnh là ở trong ký túc xá luôn đúng không? Vâng. Thế là mày nữa thanh niên này là sẽ phải là rời xa ông là ở nhà đi học ở trên trường chính luôn cô bác. Ở trên này thì là cũng gần cháu Lực thôi, cho nên là làm có gì thì cháu Lực sẽ để ý là giúp ông luôn. Ấy thì ông buổi sáng là ông không phải là bây giờ ông đưa tiền cho bố Quyết để đổ xăng ấy thì buổi sáng buổi trưa thì ông không phải đón đâu nhá. Vâng. Cứ cho bố Quyết là cùng Quyết là đưa đi về về nhau nhá. Đi đến thì bảo bố Quyết là 100 cho nó thì vâng. Cho hết 3 tuần này. Vâng. Xong thì đưa cháu mèm về liên mấy giờ vâng. Đón đi. Cái phần này thì là cháu gửi riêng cho ông thôi, thì cháu không trích cái tiền quý ra để mà đưa cho ông nhá. Vâng. Cái này thì là cháu đưa cho ông để cho buổi sáng là ông đứa phải lên. Vâng. Đấy. Chứ cháu không trích cái tiền trong quý ra nữa, tại vì là bây giờ nếu mà trích cái tiền quý ra thì là sau này là hai ông cháu là không đủ làm nhà nữa. Vâng. Cho nên là cháu không dám là trích nhiều. Đấy, còn về những cái lúc mà ông đi về ấy, thì là ông để ý xem anh em thợ làm thì bảo người ta là làm nhẹ nhàng nhẹ tay một chút với những cái viên gạch nhá, tại vì gạch là thực sự ra thì là mình để ở ngoài trời nó khá lâu rồi, thế cho nên là nó bị ảnh hưởng tới nắng tới mưa, cho nên là nó sẽ như kiểu là mình như kiểu là nó mềm hơn đấy, đấy mình vứt mạnh là nó sẽ bị vỡ làm đôi đấy. Đấy. Cho nên bảo là lấy cái điều đi điều về thôi, gần trước đây là nó cứ ngấm nhiều lâu lắm thì nó giòn rồi. Vâng. Vứt thế này là nó gãy đi, nó cũng không vâng. Được đâu, các cháu là phải lấy cái điều từ trên xuống. Vâng. Chú phải nhưng phải đặt chuẩn thuần xong mới đủ. Vâng đấy, những lúc mà cháu không ở dưới đấy thì là ông sẽ có trách nhiệm là ông để ý về cái phần đáy ông nhá. Vâng. Cái đấy thì mặc dù là biết là mấy anh em thợ vẫn trong làng người ta làm là rất là nhiệt tình rồi. Đấy, nhưng mà đôi lúc là mình vẫn phải để ý. Đấy. Ông đi. Vâng. Đi ông bảo đi đấy đi ra làm một cái ghế cho bọn. Cháu nó đưa nó điều cái ghế đi đấy phải là phải đặt xuống thì những cái lấy tay vâng. Cầm đủ. Ông nó lấy đổ vào vai xuống thì vâng, đấy thì một phát nó xuống hết thì tại ở dưới nhà thì là trong quá trình mà làm ấy, thí dụ như là bạt này kia này ông này, cháu đi mua cũng mua xuống khá là nhiều rồi, cho nên là cái nào mình tận dụng được thì mình tận dụng lại ông nhá. Vâng. Chứ để tránh là mình lãng phí cái phần tiền quý nhiều quá sau này là
nhà của ông nó sẽ không có được hoàn thiện chẳng hạn. Đấy thì cái video này thì cháu Lực cũng xin được là ghi hình tại đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú ý chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nào không? Chào các bác, các chị nha. Hãy nào Mạnh gửi một lời chào tới các bà nào, tạm biệt đây. Rồi, thế cho chú hỏi thì hôm nay là Mạnh đi học thì có vui không? Vui. Rồi. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về. Thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông. Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Đấy. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ôi, màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Các bác các chị thì chỉ là lúc này để mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi. Cái các chỉ liên quan đến đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chỉ các em các chỉ dừng nữa thôi, không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chỉ các bác. Xin cảm ơn.